Dạ con kính anh lễ sư. Dạ, xin chào. Dạ con kính anh lễ sư. Dạ, xin chào. Ngày nay sư thấy có đỡ ho chưa sư? Tin rằng Dạ con kính anh lễ sư. Dạ, xin chào. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá, Nam Mô Thầm Mạng Giá, Nam Mô Tăng Thầy Giá. Dạ, con kính bánh lễ tuệ. Dạ, đã đến giờ tụng kinh Tam Bảo thì con thay mặt, hôm nay con thay mặt lớp để tụng kinh Tam Bảo. Sắc ghê ca mê chá rù phê ghi ri si ca ra tát tê chăn ta lê khê vi ma nê đi phê rắc thê chá ra mê ta ru wa na ga ha ne ye ha wa thum hi khe te phum ma cha yang tu de wa cha la tha la vi sa me yak kha gan tha ba na ga tit than ta san si ke yang muni wa wa cha nang sa tha vo me su nan tu tham ma sa wa na ka lo a yam pha dan ta Thamma savana kalo ayam padanta Thamma savana kalo ayam padanta Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa Namo tassa bhagavato Arahato samma sambuddhassa Buddhang saranang gacchami Dhammang saranang gacchami Sanghang saranang gacchami Duttiyampi Buddhang saranang gacchami Duttiyampi Dhammang saranang gacchami Tutiyam pi sangkhang saranang gacchami Tatiyam pi buddhang saranang gacchami Tatiyam pi dhammang saranang gacchami Tatiyam pi sangkhang saranang gacchami Iti piso bhagava arahang samma sambuddho Vicca jana sampanno sugato lokavidu Anuttaro buissa dhamma sarati sattha deva manussanang Buddho bhagava sinatti me saranang anyang Buddho me saranang warang Ete na satcha vacche na hotu me jaya mangalang Uttamang ye na vandehang Padapam sum varuttamang Buddhe yo kalito doso buddho Kamatutang mamang Swakato bhagavata dhammo sandittiko akaliko eipassiko opanayiko paccattang vedita bhavinyuhi sinatthi me saranang anyang dhammo me saranang varang etena sanchavat Jena ho tu me jaya mangalang uttamang jena vandehang thammang chadui thang warang thamme yo kalito do so thammo akutang mamang supatipanno bhagavato savaka sangho uchupatipanno bhagavato Savaka Sangho Nyaya Patipanno Bhagavato Savaka Sangho Samiti Patipanno Bhagavato Savaka Sangho Yadirang Chattari Purisa Yugani Atta Purisa Pukkala Esa Bhagavato Savaka Sangho Ahunay
Vinayo Anjali Karaniyo Anuttarang Punya Ketang Lokasa Trinati Me Sahanang Anyang Sangho Me Sahanang Warang Etena Samchawap Jena Hotu Me Jaya Mangalang Uttamangena Wandehang Sankhang Charu Vithottamang Sankhe Yogali Todo So Sankho Kamatu Tang Mamang Wanda Miche Diyang Sattang Sabbathane Supatithi Tang Sari Rigathatu Mahabodhi Buddha Rupang Sakalang Sada Sambuddhe Attavi Sanchya Dwada Sanchya Saha Sake Sanchya Sata Saha Sani Namami Sirasa Aham Se Sang Thammang Cha Sankhang Cha Adare Namami Hang Namakara Nupave Naham Tua Sap De Upat Dawe Aneka Antaraya Divinasan tua se sato Sambuddhe Panya Panya Sanya Chatui Sati Sahas Sakeda Sasata Sahas Sani Namami Sirasa Aham Te Sang Thammanya Sankhanya Adare Namami Hang Namakara Nupave Naham Tua Sat Be upat dawe aneka antaraya tiwinas santua se sato sambutte navutta rasate at tajatali sasahasake wisati sata sahasa ninama nisirasa ahang se sang thammang ja sang khang ja adare nanamami hang Namakara Nupave Naham Tua Sabbe Upat Dawe Aneka Antaraya Divinasan Tua Se Sato Sabbe Purati Maya Disaya Satta Avera Sukhihon Tu Sabbe Purati Maya Anudisaya Satta Avera Sukhihon Tu Sabbe Beda kinaya disaya satta avera sukhi hontu sap Beda kinaya anudisaya satta avera sukhi hontu sap Beda panchimaya disaya satta avera sukhi hontu sap Beda panchimaya anudisaya satta Aweja sukhi hontu sap de uttara yadisaya satta. Aweja sukhi hontu sap de uttara yanudisaya satta. Aweja sukhi hontu sap de uparima yadisaya satta. Aweja sukhi hontu sap de hat. Timaya disaya satta avera sukhi hontu sap de satta avera hontu sukhita hontu nit dukkha hontu apyapaccha hontu anikha hontu dikha yuka hontu aroga hontu sampatti samit chantu sukhi at Tanang pariharam tu dukkha patta janit dukkha paya patta janit paya soka patta janit soka hontu sabbe pipanino akasattha ja kummattha devanaga mahittika Bunyang no anumodan tu jirang rakhan tu sasanang akasattha ja fummattha devanaga mahittika
Punyan no anumodam tujiran rakham tu no garu akasattha japumattha devanaga mahithika Punyan no anumodam tujiran rakham tu nyatayo akasattha japumattha devanaga mahithika Punyan no anumodam tujiran rakham tu panino akasattha japumattha devanaga mahithika Punyan no anumodam tujiran rakham tu no sada idang watano punyan asawa Taya wahang ho tu anagate kale. Sa thú. Thời kinh Tam Bảo đã tụng xong. Kính mời giảng sư Tinh Tuệ Từ Bi hoan hỷ giảng dạy bài học vi diệu pháp ngày hôm nay. Chúc lớp có buổi học pháp an vui. Dạ con kính nhân bất đến sư ạ. Nam mô Phật Thầy giá, Nam mô Tham Mạ giá, Nam mô Sang Khả giá. Xin chào lớp. Dạ, con kính đảnh lễ sư ạ. Dạ, trước khi nghe giảng thì cũng giống như các buổi học hôm trước, chúng ta sẽ đọc bài các nhị đề kinh trước, rồi sau đó chúng ta sẽ nghe giảng. Chúng ta đọc từ nhị đề thứ 9. Nhị đề thứ 9. Rồi sư đọc trước rồi sau đó mời lớp giơ tay lên để đọc bài. Nam manh chát, ru panh chát, danh và sắc. Avicca chát, phá tanh hà chát, vô minh và thủ ái. Phá đít thi chát, vi phá đít thi chát, hữu kiến và phi hữu kiến. Sasata ditthicha uccheda ditthicha thường kiến và đoạn kiến. Antawa ditthicha anantawa ditthicha hữu biên kiến và vô biên kiến. 14. Papanta nuditthicha aparanta nuditthicha hữu tiền kiến và hữu hậu kiến. Ahirikañca Anuttapañca vô tàm vô quý. 16. Hiricca Ottapañca tàm và quý. 17. Dovacca Sattacca Papamittacca sự khó dạy và có bạn lạc bạn ác. Sovacca Sattacca Kalyana Mittacca sự dễ dạy và có bạn lành. Rồi lần nữa ha. Nam manh chá, ru panh chá, danh và sắc. Avicca chá, phá tanh hà chá, vô minh và hữu ái. Phá đít thi chá, vi phá đít thi chá, hữu kiến và vô hữu kiến. Và hữu kiến và phi hữu kiến. Sasata đít thi chá, uchit đá đít thi chá, thường kiến và đoạn kiến. Antawa đít thi chá, anantawa đít thi chá. Hữu biên kiến và vô biên kiến. 14. Papanta nuditthicca aparanta nuditthicca hữu tiền kiến và hữu hậu kiến. 15. Ahirikañca anuttapañca vô tàm vô và vô quý. 16. Hiricca ottapañca tàm và quý. 17. Đô quá chát sát thà chát, pa pa mít tà chát, sự khó dài và có bằng ác. So quá chát sát thà chát, còn lý dạ nà mít tà tà chát, sự dễ dài và có bằng lành. Rồi bây giờ ai đọc được trước, chúng ta giơ tay lên để tập đọc bài. Cô Trang Nga mời lớp đọc bài giúp sư.
Xin mời học viên Tiên Mã. Dạ, kính đảnh lễ sư, kính chào các lớp, dạ xin đọc bài. Câu số 9, Nam Minh Ché Ru Bình Ché, danh và sắc. Câu số 10, Ái Quýt Ché Ché, Phá Quá Tinh Hà Ché, Vô Minh và Hữu Ái. Câu 11, Phá Quá Đức Thí Ché, Quý Phá Quá Đức Thí Ché, Hữu Kiến và Phi Hữu Kiến. 12, Sách Sá Tá Đích Thí Ché, Úc Chê Đá Đích Thí Ché, Thường Kiến và Đoạn Kiến. 13. Anh Tây Hòa Đích Thí Ché, Anh Tây Hòa Đích Thí Ché, Hữu Kiến, Hữu Biên Kiến và Vô Biên Kiến. Dạ, sư đại đình con. Mười bốn, Búp Bình Tà Nú Đức Thí Ché, Áp-a-ra-n Tà Nú Đức Thí Ché, Hữu Tiền Kiến và Hữu Hậu Kiến. 15, A-hi-ri Cành Ché, A-nô-tắp-bình Ché, Vô Tàm và Vô Quý. 16, Hi-ri Ché, Búp Tắp-bình Ché, Tàm và Quý. 17. Đồ quá chát xá tè ché, và ba mít tè tè ché, sự khó dạy và có bản ác. 18. Sô quá chát xá tè ché, kinh dè ná mít tè tè ché, sự dễ dạy và có bản lành. Dạ thưa sư, sư nát, con cảm ơn. Xin mời học viên An Nhiên. Dạ thưa sư, con xin đọc. Nam anh chá ru banh chá, danh và sắc. Áo viết chà chá, báo quá tành hà chá, vô minh và hữu ái. Báo quá đi thí chá, quý báo quá đi thí chá, hữu kiến và phi hữu kiến. Sắp xá tá đi thí chá, út chê đá đi thí chá, thường kiến và đoạn kiến. Anh ta hòa đi thí chá, anh anh ta hòa đi thí chá, hữu biên kiến và vô biên kiến. Búp bành tà nú đi thí chá, áp bá rành tà nú đi thí chá, hữu tiền kiến và hữu hậu kiến. A hi ri cành chá, a nốt tắp bành chá, vô tàm và vô quý. Hi ri chá, ốt tắp bành chá, tàm và quý. Đô quá đồ quá chắc xá tà chá, ba bá mít ta tà chá, sự khó dạy và có bạn ác. Sô quá chắc xá tà chá, ca li à ná mít ta tà chá, sự dễ dạy và có bạn lành. Dạ thưa sư, cũng đã đọc xong, kính chào sư. Xin mời học viên Hồng Mai. Dạ thưa sư, con xin đọc bài ạ. Kính na nành chá ru panh chá, danh và sắc. 10. Áo quýt chá chá phá quá tăng hà chá, vô minh và hữu ái. 11. Phá quá đích thí chá, quý phá quá đích thí chá, hữu kiến và phi hữu kiến. 12. Sách sách tá đích thí chá, út chê đá đích thí chá, thường kiến và đoạn kiến. 13. Anh ta hòa đích thí chá, anh anh ta hòa đích thí chá, hữu biên kiến và vô biên kiến. Đi lên nè. 14. Búp bàn tà nú đít thí chá, ấp áp bá làm tà nú đít thí chá, hữu tiền kiến và hữu hậu kiến. 15. Á hí rí canh chá, á nốt tắp bành chá, vô tàm và vô quý. 16. Hí rí chá, ốt tắp bành chá, tàm và quý. 17. Đô quá chát sát ta chá pa pa mít tá ta chá, sự khó dạy và có bạn ác. 18. Sô quá chát sát ta chá càn nhà nắm tá ta chá, sự dễ dạy và có bạn mình. Để thưa sư con đọc xong rồi. Xin mời học viên Hoa Nguyễn. Dạ thưa sư con xin đọc. Nam anh chá ru banh chá, danh và sắc. Áo quý cha chá,
pha qua tần hà chá vô minh và hữu ái, pha qua đi thi chá vi pha qua đi thi chá hữu kiến và phi hữu kiến, sa sa ta đi thi chá u che đa đi thi chá thượng kiến và đoạn kiến, an ta qua đi thi chá an an ta qua đi thi chá hữu biên kiến và vô biên kiến. Dạ sư sẽ kéo mình. Bhavanta nudithicha, pararanta nudithicha, hủ biên kiến và vô hủ hậu kiến. Ahidikancha, anatapancha, vô tàm và vô úy. Hidicha, otapancha, tàm và úy, tàm và úy. Dovasasatacha, papamitatacha, sự khó giải và có bản ác. Sovachasatacha, Kanjanimittata chá, sự dễ dãi và có bằng lành. Dạ thưa sư xin hết. Thưa sư xin đọc. Namang chá, rupang chá, danh và sắc. Avichá chá, phawatan hà chá, vô minh và hữu ái. 11. Phawadithi chá, quý phawadithi chá, hữu kiến và phi hữu kiến. 12. Sasata dithi chá, uche đá dithi chá, thường kiến và đoạn kiến. 13. Antawa di thi chá, anantawa di thi chá, hữu biên kiến và vô biên kiến. Sư giở tiếp không con? 14. Uppanta nu di thi chá, aparanta nu di thi chá, hữu tiền kiến và hữu hậu kiến. 15. Ahiri cành chá, anotapanh chá, vô tạm và vô quý. 16. Hiri chá otapancha, tàm và quý. 17. Đô quá chá sa ta chá, bà bá mi ta ta chá, sự khó dạy và có bản án. 18. Sô quá chá sa ta chá, ca lý gia nám mi ta ta chá, sự dễ dạy và có bản lập. Xin mời học viên Phạm Tịnh Thảo. Dạ, thầy sư con xin đọc bài ạ. Namanchá, Rupanchá, danh và sắc. Avichá chá, Phawá tanh hà chá, vô minh và hiệp ái. Phawá đít thi chá, quý phawá đít thi chá, hữu kiến và phi hữu kiến. Sát sát tá đít thi chá, úc chê đã đít thi chá, thường kiến và đoạn kiến. Antawa đít thi chá, anantawa đít thi chá, hữu biên kiến và vô biên kiến. Bappanta nudithicha, abaranta nudithicha, hữu tiền kiến và hữu hậu kiến. Ahiri kanchá, anottapanchá, vô tàm và vô quý. Hirichá, ottapanchá, tàm và quý. Đô quá chát sata chá, papamitta tá ta chá, sự khó dạy và có bạn lượng áp. Sô quá chất sá ta chá, can gia ná mít tá ta chá, sự dễ dạy và có bạn lành. Dạ bạch sư con đã đọc xong ạ. Thế có còn viên nào muốn đọc không ạ? Dạ tư sư hết rồi. Rồi, chúng ta học bài ha, nghe giảng ha. Hôm nay thì mình học bốn nhị đề kinh liên quan đến
tà kiến. À, các loài tà kiến được trình bày ở nhiều trường hợp khác nhau. À, trường hợp khác nhau. Như đề thứ 11, mình có câu pháp 21, 22, đó là Pawadithicha, Vipawadithicha, hữu kiến và phi hữu kiến. Như đề 12, mình có câu pháp 23, 24. Dạ thưa sư, cái màn hình sao thấy chỗ chữ nó bị sao? Nó mờ mờ, nó không được rõ. Như đề 11 mình có câu pháp 21, 22, đó là Pawadithicha, Vipawadithicha, hữu kiến và phi hữu kiến. Như đề 12 mình có câu pháp 23 và 24, Sasatadithicha, Uchedadithicha, thường kiến và đoạn kiến. Như đề 13 mình có câu pháp 25, 26, Antawadithicha, Anantawadithicha, hữu biên kiến và vô biên kiến. Như đề 14 mình có câu pháp 27, 28, Papanta nudithicha, Aparanta nudithicha, hữu tiền kiến và hữu hậu kiến. Thì đó là mình có 4 nhị đề kinh đề cập đến hai loại tà kiến ở các khía cạnh, ở các góc độ khác nhau. Giờ nếu mà ai lớp học các viên nằm có sách á, lật cho sư ở trong cái bộ pháp tù, mình bắt đầu từ trang 339 ở số 1, đó là 846, mình đọc về cách phân tích về các loại tà kiến trong văn bản này. Ai đọc được lên tiếng để mình đọc mình xem. Mỗi người đọc hai nhị đề đi. À, mỗi người đọc hai nhị đề. Dạ thưa sư, con xin đọc ạ. Rồi. Dạ. Ở đây thế nào là hữu kiến? Sự cho rằng sẽ có tự ngã và thế gian. Kiến nào như vậy là thiên kiến, trùng, nghịch chấp. Đây được gọi là hữu kiến. Ở đây thế nào là phi hữu kiến? Sự cho rằng sẽ không có tự ngã và thế gian. Kiến nào như vậy là thiên kiến, trùng, nghịch chấp. Đây được gọi là phi hữu kiến. Dạ thưa sư, con xin hết ạ. À. Rồi, ai đọc tiếp coi. Dạ thưa sư, cho con đọc. Dạ. Con đọc tiếp. Ở đây thế nào là thường kiến? Sự cho rằng tự ngã và thế gian là thường còn. Kiến này như vậy là thiên kiến, trùng, nghịch chấp. Đây được gọi là thường kiến. Ở đây thế nào là đoạn kiến? Sự cho rằng tự ngã và thế gian sẽ tiêu mất. Kiến nào như vậy là thiên kiến, trùng, nghịch chấp. Đây được gọi là đoạn kiến. Dạ thưa sư, cứ đọc tiếp không sư? Đã đọc tiếp luôn đi. Dạ. Ở đây thế nào là hữu biên kiến? Sự cho rằng tự ngã và thế gian có sự cùng tột. Kiến nào như vậy là thiên kiến, trùng, nghịch chấp. Đây được gọi là hữu biên kiến. Ở đây thế nào là vô biên kiến? Sự cho rằng tự ngã và thế gian không có sự cùng tột. Kiến nào như vậy là thiên kiến, trùng, nghịch chấp. Đây được gọi là vô biên kiến. Ở đây thế nào là hữu tiền kiến? Kiến nào phát sinh bắt lấy quá khứ và là thiên kiến, trùng. Đây được gọi là hữu tiền kiến. Ở đây thế nào là hữu hậu kiến? Kiến nào phát sinh bắt lấy vị lai là thiên kiến, trùng, nghịch chấp. Đây được gọi là hữu hậu kiến. Rồi, thì đó là bốn nhị đề, cách giải thích theo ở trong chánh tạng về bốn nhị đề.
Vì mỗi một nhị đề mình có hai loại tạp chí, như vậy thì mình có tám loại tạp chí. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu thử các loại tạp chí này nó như thế nào. Các loại tạp chí này á, khi mà chia ra hai hai như vậy á, mình còn dễ nắm. Chứ nếu mà chúng ta đọc ở trong bài kinh Phạm Võng mà đề cập đến 62 loại tạp chí, chúng ta đọc ở trong đó chúng ta thấy rất là mệt. Rất là mệt. Cái gì mà nó lung tung ở trong đó. Và đúng là con người mình là phức tạp. Có sự hiểu sai ở nhiều cái khía cạnh, ở nhiều cái góc độ khác nhau. Bây giờ chúng ta nói về Pawadithi. Không biết sao cứ nói chuyện là bị ho. Pawadithi chá, biết Pawadithi chá, hữu kiến và phi hữu kiến. Thì ở đây chúng ta nghe ở trong cách giải thích của chánh tạng đó, hữu kiến là cho gì? Sẽ có tự ngã và thi gian, đó là hữu kiến. Rồi phi hữu kiến là gì? Sẽ không có tự ngã và thi gian. Về trường hợp thứ nhất, có tự ngã và thi gian là sao? Ví dụ như là ở trong cái thân năm uẩn, thì khi mà chúng ta phân tích trong phần nhị đề mà chúng ta học ở nhị đề số 10 thì phải, nhị đề danh và sắc, thì chúng ta thấy là ở trong thân năm uẩn đó thì nó chỉ có là trong đó mình có là sắc. Sắc là nó thuộc về phần sắc pháp, còn thọ tưởng hành thức thì nó thuộc về vị danh, cho nó không có ta, không có tự ngã. Cho nên cái hiểu sai và chấp lấy đó là cái thân này là ta, là của ta, như vậy nó được xem là tà kiến. Và cái tà kiến ở trong trường hợp đó, đó là hữu kiến, tức là chấp có ta. Chấp có ta. Rồi tương tự chấp cái thế gian. Này là có. Thật ra thì sao? Vậy khi mình chấp thế gian là có thì nó cũng có cái hiểu sai, đó là cái thế giới này là của mình, là ta, là của ta, nó cũng liên quan tới vậy. Nhưng mà thực chất là sao? Cái thế gian này nó được cấu tạo đó là thành phần đất nước lửa gió. Đất nước lửa gió và có đầy đủ các yếu tố thì nó tồn tại, và nó cũng có thời gian nó hủy diệt, tại nó là đất nước lửa gió mà. Đất nước lửa gió thì cái cách chấp như vậy người ta gọi nó là hữu kiến. Thì ở đây đó, chấp là hữu kiến thì mình cho nó là sai đi. Nhưng mà đây là cái trường hợp thứ hai, đó là phi hữu kiến. Nhưng mà tại sao nó cũng lại là tà kiến? Ở trên mình chấp là ta, là có ta đi thì nó là tà kiến là phải rồi. Bây giờ chấp là không có ta làm sao mà nó cũng là tà kiến. À.
Thì ở trong ở trường hợp thứ hai là phi hữu kiến á, sở dĩ nó cũng được xem là một loại tà kiến á. Thì cái phi hữu kiến ở trong trường hợp này nó khác với là cái vô ngã, nó không phải giống như là vô ngã, mà cái chấp với phi hữu kiến nói về từ ngã không, tức là từ ngã không phải là nói về cái phi hữu kiến ở trong trường hợp này á, là nó liên quan đến là đoạn kiến, à là đoạn kiến, tức là nó không phải là ta, à, nhưng mà ví dụ như là sau khi chết thì mọi thứ nó chấm dứt. À, nó tức là nó không thuận theo cái thuyết nghiệp báo khi mà nó còn, hoặc là những cái thuyết nhân duyên, thập nhị nhân duyên, tức là hễ mình còn vô minh thì còn vô minh còn tham ái thì nó sẽ tiếp tục, đó là tạo ra cái khi mình làm những hành động thiện hay là bất thiện, nó tiếp tục tạo ra cái quả thức đưa đến tái sanh. À, cho nên cái phi hữu kiến á, nó chấp sai mà nó liên quan đến đoạn kiến, à, hiểu biết sai liên quan đến đoạn kiến, cho nên người ta mới, nó mới thuộc về về tà kiến. À, còn nếu mà thấy là thân này là vô ngã, thế gian nó là vô thường, thì cái đó nó không phải là tà kiến, cái đó là chánh kiến. À, nhưng mà vì cái này nó liên quan đến từ ngã, à, liên quan đến đoạn kiến, cho nên người ta mới liệt kê nó vào đó là trường hợp đó là phi hữu kiến. À, phi hữu kiến. Như vậy á, thật ra hai trường hợp này á, nếu mà chúng ta gom lại về hai loại tà kiến mà chúng ta thường gặp á, thì nó là gì? Hai trường hợp này nếu mình gom lại cái loại tà kiến mà chúng ta thường hay nói là gì? Thay vì gọi nó là hữu kiến và phi hữu kiến thì mình gọi nó là gì? Ai biết? Thay vì gọi nó là hữu kiến và phi hữu kiến thì mình gọi nó là gì? Một cái tên gọi khác cho nó. Dạ, có phải là thường kiến và đoạn kiến không? Mà nó là thường kiến và đoạn kiến. À, nó thường kiến là đoạn kiến. Thì ở đây tà kiến nếu mà trình bày theo ba loại á, thì nó có là hữu kiến, thường kiến và đoạn kiến. Thì ở đây mình sẽ thấy là nãy mình nếu mình nói hữu kiến nó là thường kiến á, thì ở đây tại sao nó lại có là ba loại tà kiến, còn phi hữu kiến nó là đoạn kiến là được rồi. Ở đây tại vì nếu mà mình trình bày theo hai loại, ví dụ như là nếu ở trong trường hợp này mình trình bày tà kiến nó chỉ có hai loại thôi là thường kiến và đoạn kiến, thì cái hữu kiến nó được xếp vào thường kiến, tức là nó một góc của thường kiến, à, cho nên nó được xếp vào thường kiến. Tại nó có sự khác nhau một tí ở trường hợp này nếu mình phân tích rộng ra. Cái thường kiến thì nó chấp đó là luôn tồn tại, là thường hằng và không có thay đổi. Ví dụ như là ở trong cái thuyết mà luật nhân quả của Bà La Môn giáo ở trong thời kỳ trước thời kỳ Đức Phật, thì người ta cho rằng đó là ví dụ như là người này sinh ở giai cấp ở cái kiếp này, sinh giai cấp Bà La Môn, giai cấp sắc đế lỵ, giai cấp bệ xá hoặc là giai cấp thù đà, thì sau khi chết họ cũng tái sanh trở lại đó là giai cấp ở giai cấp cũ của mình, tức là không có thay đổi. À, đó là trường hợp mà thường kiến thứ nhất. Hoặc là
người ta nghĩ đó là, tức là cái chết là cái một, tức là cái cơ thể, cái thân, cái thể xác thì nó bị hủy hoại, nhưng mà cái tâm, tâm hồn hay cái tâm thức thì nó vẫn thường hằng, nó không có chết. À, nó không có chết. Và chính vì không có chết cho nên nó đi đến một cái thể xác khác, à, giống như là một cái kiếp sống mới. Mà sau này mình được ở trong bộ Mi Tuyên vấn đáp giảng về cái trường hợp này, đó là tức là khi mà hết một cái kiếp sống thì không phải chỉ là sắc pháp không, nó bị hủy hoại, mà cả danh pháp cũng vậy. À, nhưng mà nó còn sau khi chết thì đi, nếu mà còn luân hồi thì đi tái sanh. Mình nói là đi tái sanh nó vì mình hiểu, mình nói là đi tái sanh cho nên người ta hiểu nó là thường chuyển. Tại tức là chấm dứt ở đây cái đi đến chỗ khác thì người ta hiểu nó là thường chuyển, người ta sẽ hiểu nhầm như vậy. Dạ. Nhưng mà thật ra là sao, cái cách mà tái sanh ở cái sông mới á, tức là do một cái nghiệp thiện hay là nghiệp ác nào đó mình đã tạo, và nó tạo ra cái quả, cái quả thức đưa đến tái sanh. Thì thật ra cái kiếp trước với cái kiếp sau này á, mình nói là cái kiếp sau này chính là cái kiếp trước thì nó cũng không đúng. Mà mình nói là cái kiếp sau này á, nó hoàn toàn không liên quan tới kiếp trước thì nó cũng không đúng. Mà ngày nó tiên ngày thí dụ đó là, ví dụ như là mình có một trái dừa mà nó sau khi mình ươm cho nó mọc thành cây rồi mình đem đi trồng. Rồi ở trên đấy khi mà trồng lớn lên thì chúng ta thấy là khi mà trái dừa nó có trái, thì người ta mới đặt cái câu hỏi, đó là bây giờ cái trái dừa ở trên đó, trái dừa mà nó đang có trên cây đó là cái trái dừa ở dưới mà lúc mình đem đi trồng có phải hay không? Thì câu trả lời là gì? Là chắc chắn là nó không phải. Dạ. Nhưng mà nó có phải là cái trái dừa khác mà không liên quan đến cái trái dừa mà mình trồng trước đây? Thì nó cũng không phải. À, tức là nó có liên quan với nhau. Mà cái liên quan đó là cái nghiệp tạo ra cái quả thức tái sanh. À, thì đó là theo ở trong Phật giáo. À, còn ở Bà La Môn giáo thì người ta lại hiểu đó là, tức là khi mình chết thì chỉ có cái thân này thôi nó bị hủy hoại. Còn thức thì đi đến vào một, tức là đi vào một cái thể xác khác để tồn tại. Và người ta hiểu đó là thường chuyển. À, tức là nó không có bị diệt đi mà nó tồn tại từ cái kiếp này sang cái kiếp khác. Và thì đó là thường kiến. Còn cái hữu kiến mà mình nói lúc nãy á, cái hữu kiến ở đây đó là chấp là sự có mặt. À, sự có mặt. À, là sự có mặt, tức là nó một phần của thường kiến. À, tức là có ta ở đó. Yeah. Thì nếu ở trong trường hợp mà mình nói thành hai thì cái hữu kiến nó được liệt kê vào thường kiến. Tại nếu mà nó vào đoạn kiến được, tại vì đoạn kiến là không có gì. À, sau khi chết là hết. À, cho nên cái thường kiến thì cái hữu kiến, nếu mà trình bày tà kiến theo hai loại thì nó sẽ được liệt kê vào trong thường kiến. Đó là cái phần câu pháp số 21 và 22. Vì chi pháp khi mình học về tà kiến thì bất cứ loại tà kiến nào thì cái chi pháp của nó chỉ là tâm sở tà kiến. Và cái tà kiến nó chỉ có trong các tâm tham hợp tà, tức là mình có bốn tâm tham hợp tà. Nó mình có là sôm na sa sa ca tăng đi thi ga ta sam yu tăng a sang kha ri căng sa sang kha ri căng
rồi mình có là upekha sakatang ditthikata sampayuttang asankharikang sasankharikang, tức là tâm tham thọ hỷ, hợp tạ bô trợ hay là hữu trợ, rồi tâm tham thọ xả, hợp tạ bô trợ và hữu trợ hay là hữu trợ, là bốn loại tâm tham đó thôi. À, đó là ở trong trường hợp mà câu pháp số nhị đề số 11, câu pháp số 21 và 22. Nhị đề số 12 thì đó là thường kiến và đồng kiến. Cái này nãy mình cũng đã nói rồi. Tại liên quan đến liệt kê ba loại tà kiến nãy thì mình cũng đã nói rồi. Thì cái thông thường trình bày về tà kiến mà chúng ta gặp ở trong kinh Tạng là thường xuyên nhất, đó là chỉ đề cập đến hai loại mà thường kiến và đoạn kiến. Đó là hai loại tà kiến mà được trình bày nhiều nhất, xuất hiện nhiều nhất ở trong kinh Tạng. Thì nó cũng giống như nói lúc nãy, thì cái thường kiến nó là chấp là ngoại cách mà giải thích giống lúc nãy, thì cái thường kiến ở đây nó còn được hiểu nó là tức là thường hằng, không có thay đổi, không có chết. Ví dụ như là chấp về cái từ ngã, cái thân năm uẩn. Ví dụ mình chấp vào cái thân năm uẩn này á, là nó thường hằng. Ví dụ như là chúng ta sống là chúng ta sống, ví dụ mình sống đến tuổi 30, 40, ví dụ là đến 50, thì lúc đó là sao? Mình muốn già nữa, mình muốn như vậy hoài. Mà thậm chí là sao? Có ai nói mình già thấy buồn. Và những trường hợp này rất nhiều người. Dạ. Đấy, người ta nói già là buồn. Người ta nói già là buồn. Dạ. Nhưng mà thật chất là sao? Là mình đang già đấy thật sự. Nó không những là già từng cái sắc na tâm mà nó, hay là sắc pháp nó sanh diệt, mà ở đây nó già được bộc lộ ra bên ngoài vì cái thể xác, ví dụ như là tóc bạc, da nhăn chẳng hạn. Và thông thường á, người mình có cái lạ đó là, tức là lúc mà mình còn nhỏ mình muốn được lớn lên nhưng mà mình không muốn già. Dạ. Và những trường hợp đó là mình bị rơi vào trường hợp đó là thường kiến. Mặc dù mình nghĩ là cái này đâu có gì đâu. Dạ. Nhưng mà nếu mà nói theo pháp đó là thường kiến, tức là mình muốn mình tồn tại như vậy qua mãi mà mình không muốn già đi. Và cái đó là cái ngược của con người mình. Tức là lúc mình trẻ thì muốn được lớn lên, nhưng mà đến khi mình lớn rồi mình không muốn già. Và nó trái với cái định luật vô thường. Và điều đó mình không thể thành tựu được giống như cái ý của mình muốn. Mà ở trong bài kinh Đại Kinh Pháp Hành, nhớ là bài kinh số 46 thì phải, 46 hay là 48 gì đó, thì có đề cập đến đó là chúng sanh mà không muốn mình sanh già bệnh chết, mà mình cứ tạo cái nhân đó đưa đến sanh già bệnh chết, thì điều đó là mình không thể nào thành tựu được. Hoặc là ở trong cái khổ đế đó, mình có cái khổ định nghĩa về khổ đế, trong đó mình có một trường hợp đó là cầu không được là khổ. Thì cầu không được là khổ ở trong trường hợp này đó là cầu cho mình đừng có bị già, bị bệnh và bị chết, cái đó nó không thể. Tại vì sao? Tại vì khi có thân này thì nó sẽ già, nó sẽ bệnh và nó sẽ chết. Yeah. Thì tương tự đối với cái thế giới, cái thế gian này nó cũng vậy. Nó không thể tồn tại được mãi. Và ngày nay đó chúng ta dễ thấy nhất, đó là ví dụ như là ở một quốc gia nào đó tồn tại một thời gian nó cũng bị hủy diệt. Ví dụ như là thấy rõ nhất đó là trường hợp như là cái hủy diệt của trái đất, đó là khi mà bị sóng thần. Vậy khả năng đó nó vẫn diễn ra. Chỉ một lần là ở chỗ này, một lần là ở chỗ kia.
nó không thể là tồn tại mãi được. Dạ, tồn tại mãi được. Thì đó là thường kiến. Thường kiến. Còn đoạn kiến thì giống như nói lúc này, cũng nó giống như lúc này đoạn kiến thì là sao? Chấp rằng đó là sau khi chết là hết. Cho nên trong hai loại tà kiến này á, mặc dù nó đều là xấu, nhưng mà nói xấu thì nó đều là xấu, nhưng mà cái mức cái mức độ nguy hiểm á, thì đoạn kiến nó được cái mức độ nguy hiểm hơn. Lý do cái người chấp thường kiến á, ví dụ như các Phật tử mình chấp thường kiến á, là ít nhất mình còn biết tạo phước. Ví dụ mình nghĩ là cái thân này của mình, do đó là mình cố gắng làm tốt, tránh xa điều ác, làm điều thiện để mình có được hạnh phúc, có được an vui sau khi chết, tái sanh thì cõi trời hoặc được sanh vì có người. Ví dụ vậy. Từ cái thường kiến nó tác động làm cho giúp mình làm được một số cái thiện sự. Nhưng cái đoạn nghi kiến thì nó rất là nguy hiểm. Cái đoạn kiến là vì nghĩ rằng đó là sau khi chết là hết. Cho nên nó sẽ xảy ra hai trường hợp. Một đó là người này sẽ làm ác. Còn thứ hai đó là sống hưởng thụ với những gì mà mình đang có. Vì họ nghĩ là sao? Khi chết là hết. Và những trường hợp này á, chúng ta cũng thấy là xảy ra ở con người mình rất là nhiều. Những trường hợp ví dụ như là lúc mà chúng ta buồn rầu lo âu, hoặc chúng ta gặp trở ngại ở trong cuộc sống, thì người ta nghĩ đó là bây giờ chết cho nó khỏe. Tại vì người ta khi mà nghĩ là chết cho nó khỏe, là chết là để lại tất cả mọi thứ. Thì cái cách suy nghĩ đó là nó liên quan đến đoạn kiến. Tại vì sao? Nếu mình còn mình tạo cái ác nghiệp, chết nó không phải là cái chấm dứt, mà chết nó là sao? Nó sẽ tạo ra một cái quả, đó là đưa mình tái sanh ở cảnh giới khổ đau. Nó không có hết được. Nó không có hết được. Thì cái giữa hai loại tà kiến này á, thì cái đoạn kiến nó làm nguy hiểm hơn. Nguy hiểm hơn. Đó là cái câu pháp số số 12. Nhị đề số 12. Câu pháp số 23, 24. Chi pháp thì nó giống nhau. Chi pháp thì nó giống nhau. Tức là vẫn là tâm sở tà kiến, nhưng mà nó làm việc khác nhau. Làm việc khác nhau. Giống như một người mà làm ác, nhưng mà làm nhiều cách khác nhau. Ví dụ có người là có lần thì mình nói dối, có lần thì mình trộm cắp, có lần thì mình sát sanh. Ví dụ vậy. Mặc dù cái gốc của nó vẫn là tâm tham tà kiến, nhưng mà khi mà nó sanh khởi trong tâm tham thì nó hiểu sai ở nhiều cái khía cạnh khác nhau, dẫn đến cái hành động khác nhau. Thứ nhị đề thứ 13 đó là hữu biên kiến và vô biên kiến. Chúng ta để ý cái chữ kiến ở trong trường hợp này đó là đi thí. Thật ra cái chữ đi thí á, thông thường á, này bên đó nó, cái chữ đi thí thông thường á, thật ra nó chỉ là sự thấy hay là biết thôi, nó không phải là xấu. Khi nào nó xấu á, thì nó là mithya đi thí, là tà kiến. Còn khi nào nếu mà nó tốt á, là samma đi thí. Ví dụ như là trong bát chánh đạo mình có là samma chánh kiến, mình có là samma đi thí. Chánh kiến là samadhi, thì ở trong trường hợp đó nó phân biệt rõ. Mithyadhi là tà kiến, samadhi là chánh kiến. Còn cái chữ đi thí, nếu mà nó đi rời một mình nó không có xấu, không có tốt. Nó chỉ là sự hiểu biết,
sự thấy biết. Nhưng mà trong trường hợp này á, là mình liệt kê nó theo cái khía cạnh tà kiến á, là vì ở trong trường hợp này nó đang nói về khía cạnh sống. Dạ, thì cái chữ khí nếu mà nó đi trong cái đi ở trong cái khía cạnh xấu á, đang nói về cái góc độ xấu á, thì cái chữ đi khí được người ta hiểu đó là mitcha đi khí. Dạ, thường thấy sử dụng như vậy. Còn nếu mà khía cạnh tốt á, thường là người ta xài hẳn cái chữ đó là samadhi. Hoặc là người ta xài cái chữ là người ta không có sử dụng cái chữ đi thi mà người ta sử dụng cái chữ đó là dasana. Dasana, thật ra nói về cái ngữ căn thì nó vẫn là giống nhau, vẫn là ngữ căn đi sát giống nhau, nhưng mà nó sử dụng giống như người ta quen sử dụng ở cái góc độ đó. Ví dụ như xài chữ dasana là kiến, nhưng mà cái chữ kiến ở trong trường hợp đó nó là được hiểu đó là cái nghĩa là chánh kiến. Còn cái chữ đi thi á, đi thi thường nó được sử dụng nó là trong cái khía cạnh xấu nhiều hơn, trong cái khía cạnh là mitcha thi nhiều hơn. Còn nếu mà người ta muốn sử dụng là cái khía cạnh tốt thì người ta sử dụng cái chữ đó là samadhi thi. Nó rất là rõ. Ở đây mình có là hữu biên kiến và vô biên kiến, thì nó cũng liên quan đến là tự ngã và thế giới. Và thế giới thì liên quan đến cái hữu biên kiến và vô biên kiến á, thì chúng ta có những câu hỏi mà chúng ta thường gặp ở trong kinh Tạng. Đây là những câu hỏi mà Đức Phật ngài không có trả lời. Những câu hỏi mà Đức Phật ngài không có trả lời. Đó là thí dụ như là ở trong bài kinh bài kinh gì quên mất rồi, nhưng mà ở trong Trung Bộ 2 nhớ bài kinh số 67 gì đó. Tức là có tỳ kheo, một vị tỳ kheo mà đi đến hỏi Đức Phật về các loại tà kiến này. Và vị này khi mà đi đến hỏi Đức Phật đó là nói đó là nếu mà Đức Phật biết thì nói là biết, còn không biết thì nói không biết. Chứ đừng có, và nếu mà Đức Phật mà không trả lời như vậy thì ông ta sẽ từ bỏ cái đời sống xuất gia. Thì Đức Phật, khi mà ông ta đi đến hỏi mà ông ta nói câu đó, Đức Phật ngày mới hỏi lại. Phải là khi mà ông đi đến đây để xuất gia thì Như Lai có kêu ông đi đến hay không? Hay là tự mình đi đến? Rồi Đức Phật ngài mới nói đó là các câu hỏi này dù ngài có trả lời đi chăng nữa thì nó cũng không có lợi ích gì cho người nghe, vì nó không liên quan đến mục đích của cái đời sống tu tập. Của cái đời sống tu tập. Và Đức Phật ngài ví dụ giống như là một người đang bị trúng cái mũi tên độc, mà người đó không chịu tìm cách nhổ cái mũi tên đó ra, mà trong lúc mình đang bị cái tên độc như vậy thì người này cứ đi tìm đó là ai là người bắn mình. Nếu mà người này cứ đi như vậy là sao? Cái chắc chắn của người này đó là có thể là chết trước khi gặp người mà bắn tên chúng mình. Cái ví dụ đó Đức Phật em nói đó là mình đang bị chi phối bởi cái đời sống luân hồi của mình, đó là đang bị chi phối bởi cái sanh già bệnh chết, và cái mình cần giải quyết nó đó là nỗ lực tu tập để thoát khỏi cái sự chi phối của sanh già bệnh chết. Mình không làm nó mà mình đang đi tìm các vấn đề này thì nó không có liên quan gì đến cái đời sống phàm hạnh cả. Và trong lúc mà mình đang đi tìm nó thì sao? Nhiều khi cái chết đó nó đến trước khi mình biết rõ.
Thì hai cái câu pháp này á, hữu biên kiến với vô biên kiến á, thì nó liên quan đến cái thế giới là hữu biên và thế giới là vô biên. Nó liên quan đến hai cái câu này. Dù ở đây thì nó chỉ là một cái khía cạnh, còn ở trong cái bài học của mình thì nó có liên quan đến hai khía cạnh. Nó không chỉ là nói về thế giới không, mà nó còn liên quan đến cái từ ngã là hữu biên và từ ngã là vô biên. Dạ. Thì cái nói về cái từ ngã, bây giờ mình nói về cái thế giới trước, tức là có người họ chấp đó là cái thế giới này nó có giới hạn, nó có giới hạn của nó có cái, ví dụ giống như là mình hiểu giống như là ví dụ cái ranh giới của Sài Gòn mình là mình có bao nhiêu quận vậy, thì đó là người ta xem đó là cái địa phận của Sài Gòn, thì nó giống như là thế giới là nó hữu biên. Tức là nó có giới hạn như vậy. Nhưng mà có những quan điểm người ta nói là thế giới này nó không có giới hạn, nó không có giới hạn của nó. Yeah. Rồi có những quan điểm liên quan đến cái ngã đó là cũng là hữu biên, cái ngã là vô biên. Là vì ở trong cái triết học Bà La Môn giáo nó có những trường hợp đó là cái thuyết tự ngã của họ, ví dụ như là người ta tu tập đến một lúc nào đó thì cái tiểu ngã nó sẽ hòa nhập vào cái đại ngã và được giải thoát, thì nó sẽ chấm dứt ở đó. Chúng nó cũng có cái giới hạn của nó, nhưng mà cũng có quan điểm là không chấp nhận theo cái đó. Dạ. Thì đó là nó liên quan đến thế giới là hữu biên và thế giới và vô biên, hay là hữu biên kiến và vô biên kiến của thế giới và cái tự ngã. Thì trong hai trường hợp tà kiến này á, thật ra nó là dù nó là hữu biên kiến hay là vô biên kiến, nhưng mà nếu mình trình bày về hai loại tà kiến chính mà mình nói lúc nãy đó, nếu là thường kiến hay là đoạn kiến á, thì trong hai loại tà kiến này nó chỉ nằm ở trong thường kiến, chỉ nằm ở trong thường kiến. Vì sao? Vì là dù là hữu biên hay là vô biên thì người ta vẫn chấp nó là gì, là có, là thường hằng. Cho nên nó thuộc loại là thường kiến. Thường kiến. Còn ở trong các câu này á, thì mình có một cái câu đó là sinh mạng này và thân thể này là một, hay sinh mạng này và thân thể này là khác. Thì cái chữ sinh mạng ở trong trường hợp này á, trong chú dạy giải thích cho mình đó là cái chữ sinh mạng ở đây á, người ta chỉ cho cái tâm thức. Còn cái thân thì chỉ cho cái thể xác. Thì nó cái câu mà cái sinh mạng và thân thể này là một hay là khác á, là một hay là khác á, tức là nếu mình trình bày theo quy pháp học theo cõi á, ví dụ như là ở cõi người mình, ở cõi chư thiên, thì chúng ta thấy là sao? Sinh mạng với cái thân thể này á, nó phải đi luôn luôn đi cùng với nhau, nó không thể tách rời nhau được. Dạ, không thể tách rời nó được. Tại khi mà ông có tâm thức làm mình chết mất, cho nên hai cái này nó không thể tách rời với nhau được. Nhưng mà chúng ta thấy ở cõi phạm thiên á, ví dụ đặc biệt là ở cõi phạm thiên vô sắc giới á, thì chúng ta thấy ra cái sắc pháp nó hoàn toàn không có, cái thân nó hoàn toàn nó không có, mà ở tại đó thì nó chỉ có cái tâm thức thôi, cái tâm thức thôi. Thì chúng ta thấy là nó tùy theo trường hợp, trong trường hợp này mình phân tích theo cái sinh mạng và thân thể
là có những trường hợp nó không thể tách rời với nhau được, mình chỉ có thể phân tích như vậy. Nhưng mà có những trường hợp đó là tức là nó riêng lẻ, ví dụ như là ở cõi vô sắc thì nó hoàn toàn nó có cái thân xác, mà nó chỉ có là phần tâm thức thôi. Còn cái câu mà Như Lai có tồn tại sau khi chết hay là Như Lai không tồn tại sau khi chết, cái câu này thường được ở trong hoặc là Như Lai có tồn tại và không tồn tại sau khi chết, Như Lai không tồn tại và tồn tại hoặc không tồn tại sau khi chết, cái câu này thường được giải thích đó là nó giống như là cái ngọn lửa thì cái ngọn lửa khi mà nó cháy á, là nó có do có nhiên liệu, khi mà có nhiên liệu thì nó cứ cháy. Khi mà nhưng mà đến khi nhiên liệu tắt rồi, hết nhiên liệu rồi á, là nó tự động nó tắt. Thì người ta đặt ra cái câu hỏi đó là như vậy lửa nó đi đâu? Khi mà hết nhiên liệu rồi thì lửa nó đi đâu? Thì chúng ta thấy là sao? Thật ra thì còn nhiên liệu thì nó cháy, nhưng mà hết nhiên liệu rồi nó tự động nó tắt chứ nó không có đi đâu cả. Nó không có đi đâu cả. Nó giống như là khi mình còn bị vô minh tham ái chi phối, nó giống như là còn nhiên liệu cho nên lửa nó cứ cháy. Cái lửa nó cứ cháy, nhưng mà đến khi mà vô minh tham ái được đoạn trừ rồi thì nó sẽ không đưa đến sự tái sanh nữa. Giống như ngọn lửa khi mà đã bị cháy hết lửa, cháy hết nhiên liệu thì nó tự động nó tắt thôi. Cái này nó không phải là đoạn chiến, nó không phải đoạn chiến, mà nó là cái học thuyết nhân duyên, tức là có nhân có duyên thì nó tồn tại, không đủ con đủ nhân không có duyên thì nó không tồn tại được. Thì đó là cái trường hợp mà hữu biên kiến và vô biên kiến, chi pháp thì nó giống nhau, chi pháp thì giống nhau, vẫn là tâm sở tác kiến. Hữu tiền kiến và hữu hậu kiến. Tức là cái cách hiểu sai trong trường hợp này đó là cho rằng cái thân năm uẩn trước đây là ta, là của ta. Thì người ta gọi nó là hữu tiền kiến, là thì cái đó là nếu mình nói ở cái kiếp trước, nhưng mà mình chỉ nói với cái kiếp hiện tại thôi. Nếu mà cái kiếp hiện tại nói về cái thân năm uẩn mà nó theo cái chế định đó, lúc mình còn trẻ và lúc bị già, lúc còn trẻ và lúc bị già, thì nếu mà chúng ta chấp ở cái thân năm uẩn mà mình lúc mà mình còn khỏe mạnh, mình muốn đi đứng nằm ngồi gì đó theo cái ý của mình, và cho đến khi già thì khi mình muốn làm với mình làm được, mình đau khổ, mình buồn, mình không chấp nhận nó như vậy, thì nó cũng có thể được liệt kê vào trường hợp đó là nó cũng hữu tiền kiến. Hữu tiền kiến. Còn hữu hậu kiến đó là thấy sai như cái thân năm vẫn trong tương lai,
là giống như là ở trong trường hợp mà chúng ta làm phước và nghĩ là do cái phước này sau cái kiếp sống này mình sẽ được tái sanh ở cõi trời có thân hình như thế này, hoặc là người thân bào là một người nam một người nữ có thân hình như thế này, xinh đẹp như thế này chẳng hạn, thì cái cách chấp thủ đó, mặc dù khi mình chấp thủ như vậy và mình có ví dụ như là các tử nghe chư tăng giảng đó là do cái làm phước bố thí sẽ giúp mình thành tựu được về mặt tài sản, do cái phước trì giới sẽ giúp cho mình có được sức khỏe, có được tuổi thọ, do cái phước mà tu tập tâm từ không sân hận sẽ giúp cho mình có được sắc đẹp chẳng hạn, thì mình cố gắng mình tu tập để mình có được những cái đó sau cái kiếp sống này, thì ở trong trường hợp đó nó thuộc về hữu hộ trì. Dạ, cái nó thuộc về hữu hộ trì. Tại sao nó thuộc về tà kiến? Tại cái suy nghĩ đó nó thuộc về tà kiến là vì sao? Là vì mình đang chấp đó là cái thân năm uẩn này là của ta và muốn nó trong tương lai là nó được như vậy. Dạ, trong tương lai cũng được như vậy. Thật ra thì mấy loài tà kiến này với người phàm phu mình thì mình rất khó có thể tranh được. Cái suy nghĩ của mình nó một cách tự nhiên, tại mình đã tích lũy nó nhiều đời nhiều kiếp rồi, cho nên nó suy nghĩ ra một cách tự nhiên. Dù ví dụ như là bây giờ các tử mình đi đến chùa làm phước, ít khi nào mà các tử mình nghĩ là đây là cái điều thiện và tâm thiện đang thực hiện. Tâm thiện đang thực hiện, nó điều khiển các sắc pháp làm các hành động như là đảnh lễ, như là cúng dường. Bao nhiêu người nghĩ được như vậy trong lúc làm phước? Chắc 100 người chưa chắc được một người. Một phần lớn là sao? Lúc đó là ta làm là mình làm không? Dạ. Thì thật sự là đúng là trong lúc đó nó có cái tâm thiện nó phát sanh. Nhưng mà bên cạnh đó là sao? Tâm tham tà kiến nó cũng ở kế bên đó, nó chi phối qua lại. Nó cũng chi phối qua lại. Nhưng mà giống như nói lúc nãy là đó là nó thuộc về thường kiến, ít nhất là nó cũng thúc đẩy mình tạo được cái thiện sự. Và cái thiện sự đó, nếu mà mình chịu khó học hỏi, mình tu tập, cái thiện sự đó nó giúp cho mình thứ nhất đó là ví dụ như là có cái cơ hội được sanh làm người, và khi mình có được cái cơ hội được sanh làm người á, mình có điều kiện gặp được các bậc thiện trí thức, gặp được chư tăng để mình học hỏi, mình tu tập, mà nhờ đó mà trí tuệ của mình mỗi một kiếp như vậy nó được tăng trưởng lên, cái ban mạch đó nó được tăng trưởng lên, cho đến khi nào có đủ cái trí mà thấy được cái sự vô thường khổ và vô ngã. Nếu mà mình không nỗ lực như vậy á, ví dụ như là nếu kiếp này mình sanh làm người, mình không nỗ lực làm các thiện sự, thì sau khi chết chắc chắn mình tái sanh ở cõi khổ. Và cái khi mình tái sanh ở cõi khổ thì cái cơ hội để làm thiện sự thì nó không có, rất khó. Cái cơ hội để mình phát sanh lên tâm thiện thôi, chứ đừng nói là hành động thiện bằng thân hoặc là lời nói, chỉ phát sanh lên tâm thiện thôi cũng rất là khó. Ví dụ như là, hoặc là nếu mà chúng ta có gặp, thậm chí là gặp được Đức Phật, mình cũng không thể thay đổi được, rất là khó. Ví dụ như là mình có ở trong chú giải Pháp Cú Kinh có kể lại cái câu chuyện của tỳ kheo Irakapata, cái câu chuyện tỳ kheo mà trong thời Đức Phật Kassapa mà tu tập 2000 năm, rồi sau khi chết, trong lúc mà sắp lâm chung thì nhớ lại cái điều học mà mình đã vi phạm, và do lúc đó thì tâm rai trước tạo điều kiện cho những bất thiện pháp trước đây mình đã tạo trổ quả,
tái sanh vào loài rồng. Mà tái sanh vào loài rồng từ thời Đức Phật Kassapa cho đến thời Đức Phật Gautama, tức là thời Đức Phật của chúng ta ngày nay, một thời gian rất là lâu. Và đến khi gặp được Đức Phật, nghe Đức Phật thuyết pháp, dù nghe được, tại rồng này cũng có thần lực nghe được, nhưng mà không chứng đắc được thánh quả. Là vì sao? Là vì kiếp ở loài thú. Kiếp ở loài thú, không chứng đắc được thánh quả. Và lúc đó Đức Phật Ngài cũng nói, rồng này nếu mà trong cái kiếp này mà đang là làm người chứ, là sau khi nghe cái bài pháp này là đã chứng đắc được thánh quả, nhưng mà vì ở loài thú không có thể, cho nên chúng ta thấy là sao, ngay cả Đức Phật Ngài cũng không giúp được. Dạ, ngay cả Đức Phật ngài cũng không giúp được. Thì nói là cái có những thiền sự mình làm nó vẫn bị chi phối bởi tà kiến, nhưng mà ít nhất mình phải thấy ra là cái thiền sự thì nó là cái cơ hội tốt để mình tiến triển, để mình tiến triển. Và khi mà nói theo vi diệt pháp mà mình hiểu theo tàng kinh thì nó rất là khác. Tại cái tàng kinh thường dùng cái ngôn ngữ chế định, ví dụ như nếu mình không nói là tôi làm, không nói ta làm, chẳng người A làm người B làm, mình nói sao? Chẳng lẽ mình nói là nếu mà theo vi diệt pháp ra nó không có tôi, không có ta, mà nó chỉ là gì? Thuần tí nếu mình nói ngang gọn, đó là danh và sắc đang làm. Hoặc là nói chi tiết một tí, nếu mà làm thiền đó là tám tâm đại thiện thực hiện, nó điều khiển đất nước lửa gió. Mà nếu mà con người mình thì đó là năm uẩn. Bây giờ nếu mình không sử dụng ta, mình không sử dụng chữ mình, không sử dụng chữ là người A người B, chăng này lẽ là gặp ai người nào mình cũng nói năm uẩn đang làm gì thì nó được. Nếu mà ai cũng gọi năm uẩn thì mình cũng không có phân biệt được đâu là người A, đâu là người B. Mà mình phải sử dụng đó là cái danh từ chỉ định mà thường được sử dụng ở trong tạng kinh. Nhưng mà cái danh từ chỉ định đó nó làm cho người ta hiểu lầm, đó là có ta, là của ta chẳng hạn. Nó giống như là chúng ta thấy là trong cái câu chuyện mà Đức Vua Milinda hỏi Ngài Na Tiên. Hỏi ngài Na Tiên hỏi ngài tên gì, ngài Na Tiên ngài nói nhiều cái tên khác nhau, nhưng mà các tên đó nó chỉ được dựa vào cái thân ngũ uẩn để người ta đặt thôi. Nếu mà ngoài cái thân ngũ uẩn này thì nó hoàn toàn không có gì cả. Thì Đức Vua bắt lỗi. Đức Vua mắc lỗi, đó là ngài Na Tiên nói như vậy thì không có đúng. Ngài Na Tiên nói như vậy là không có đúng. Tại vì đã nói mình tên này mà không có mình làm sao? Thì ngài Na Tiên ngài mới hỏi lại Đức Vua. Tại lúc đó là Đức Vua đang đi bằng xe đi đến gặp ngài. Thì Đức Vua mới hỏi là cái mà Đức Vua sử dụng đó là cái phương tiện mà Đức Vua sử dụng là gì? Thì Đức Vua nói là ngài đi đến đây bằng gì? Ngài đây thì Đức Vua ngài nói là ngài đi đến đây bằng xe. Thì ngài Na Tiên ngài mới hỏi đó là ngài hỏi từng bộ phận, từng cái bộ phận của xe, tức là cái tiếng mà người ta gọi là xe đó, phải chăng là cái gọng xe, phải chăng là cái cam xe, phải chăng là cái thùng xe. Thì hỏi như vậy thì Đức Vua mới nói là sao? Cái nào cũng không phải xe cả. Mà người ta gọi là xe được đó là vì sao? Là nó bao gồm tất cả các thành phần. Cho nên mà tách ra từng thành phần thì người ta không gọi là xe, mà người ta gọi là căm xe, gọi là thùng xe, gọi là cổng xe, thí dụ vậy. Thì từ cái thí dụ đó ngài nói lại là tương tự cái được gọi là người A, người B gì đó thì nó phải bao gồm đó là có danh và sắc này. Nếu ngoài danh và ngoài cái thân năm uẩn này
tiền người ta không gọi được là người A người B. Tức là phải dùng chế định để sử dụng nó, để mình giao tiếp nó. Và ở trong quy pháp đó, mặc dù mình nói là pháp thực tính nói theo chân đế, nhưng mà thật chất là sao, chúng ta vẫn phải sử dụng cái từ ngữ là chế định, vẫn phải sử dụng cái từ ngữ chế định. Ví dụ là cái chữ tâm thì đây là cái từ ngữ chế định. Còn theo pháp thực tính tâm là gì? Tức là biết cảnh. Cái gì biết cảnh thì cái đó, người ta gọi, thì cái đó là tâm, là pháp thực tính. Nhưng mà cái danh từ tâm nó vẫn là chế định, nó vẫn là chế định. Thì khi mình học về vi pháp mà nãy giờ mình nói là liên quan đó, là ví dụ như là nói là làm thiện, thì ở đây nó là tám tâm này thiện. Thì cái đó là cái để mình tác ý trong lúc mà mình thực hiện cái việc thiện đó, để nó mình loại trừ đi cái tham tà kiến nó chi phối mình. Nhưng mà thí dụ như là ví dụ có ai đó người ta hỏi là ủa bữa nay gia đình nào mà cúng dường vậy, thì mình cũng phải là sao, bữa nay là gia đình của tôi hoặc là gia đình của người A, gia đình của người B cúng dường. Chứ chẳng lẽ mình nói là bữa nay là gia đình của tám tâm thiện cúng dường, đâu nói vậy được. Hoặc là mình nói là gia đình của năm uẩn cúng dường, đâu nói vậy được. Tại nói gì không có ai hiểu. Nó ngoài cái danh từ chế định mà người ta sử dụng trong đời sống thường nhật. Và điều này chúng ta vẫn thấy là sao Đức Phật Ngài cũng sử dụng như vậy. Ví dụ như là Ngài vẫn sử dụng là khi cần thì Ngài vẫn sử dụng với các vị tỳ kheo đó là Như Lai. Ta tha đà ta hoặc là ta. Vẫn sử dụng các danh từ đó. Vì nó là các danh từ chế định mà người ta phải dùng nó thôi. Nhưng mà cái người sử dụng đó có bị tà kiến chi phối hay không là tùy theo mình. Tùy theo người sử dụng. Ví dụ các thánh vì các loài tà kiến đã bị đoạn trừ rồi, nên cái danh từ đó các ngài sử dụng là nó chỉ dùng trên danh nghĩa đó là chế định. Còn mình thì mình cũng sử dụng danh từ chế định, nhưng mà mình gắn mình vào ở trong đó, cho nên bị tà kiến chi phối. Thì khi mà học vi diệt pháp mình tập tháo gỡ nó từ từ, và chỉ khi nào mình thấy được đó là khi mình làm thiện thì đó là tám tâm đại thiện đang thực hiện. Khi mình làm ác thì mình phải thấy đó là đây là cái tâm tham nó đang sai sử mình, tâm sân đang sai sử mình, tâm si đang sai sử. Như vậy đó thì nó mới tiến đến cái bước đường giải thoát. Còn không thì chúng ta vẫn bị trói buộc ở trong các loại tà kiến này. Thì đó là bốn nhị đệ kinh liên quan đến tà kiến mà chúng ta học ở trong ngày hôm nay. Chúng ta kết thúc ở đây. Và buổi học này thì cũng là buổi học cuối cùng nhờ cái năm cũ. Thì tức là sau buổi học này chúng ta sẽ tạm nghỉ. Đến khi qua Tết thì mình sẽ có lịch thông báo để học lại. Xin kết thúc buổi học ở đây. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chúc lớp có được một mùa Tết ăn vui và tạm biệt nhiều thiền sự. Rồi xin trả mic lại cho lớp học. Buổi học kết thúc, chúng con kính tri ân sư đã dành thời gian giảng dạy vi pháp cho chúng con. Dạ kính mời chị Tịnh Hạnh thay mặt lớp tụng kinh hồi hướng phước báo có đường đến chư thiên. Dạ, xin mời chị. Dạ, Nam Mô Bụt Tha, dạ, Nam Mô Tham Ma, dạ, Nam Mô Sang Kha, dạ, con kính tri ân sư. Con xin thay mặt quý cô tu nữ, quý học viên trong room, hồi hướng phước báo của buổi học hôm nay đến chư thiên. Akasatha Chakomatha Dewanagamahitika Punyang no anumodan tuchirang rakhantu sasanang Akasatha Chakomatha Dewanagamahitika
bổn nhãn nô anumodan chu chi rang ra khan tu nô kha ro a ca sa tha cha phom ma tha de wa na ga ma hi thi ca bổn nhãn nô anumodan chu chi rang ra khan tu nya ta yo a ca sa tha cha phom ma tha de wa na ga ma hi thi ca bổn nhãn nô anumodan tu chi rang ra khan tu ba ni nô a ca sa tha cha phong ma tha de wa na ga ma hi thi ca bổn nhãn nô anumodan tu chi rang ra khan tu nô sa da idang watano bổn nhãn asawa kha ya wa hang ho tu anagate kale sa thú. Chúc sư và lớp có nhiều sức khỏe, tiến hóa trong đạo pháp và năm mới luôn được an vui. Dạ, kính chào cả lớp. Dạ, lớp ghi chú lại bài học giúp sư nha, để khi mình vào sang năm mình học, mình biết mình học tới đâu. Dạ, con xin